người cha và nước mắt. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật ở một nhà tù Thái Lan những năm đầu thập kỷ 20. Đánh cho nó chừa đi, thật ngứa mắt mà. Cán bộ đến. Đằng nào cũng ở tù rồi thì còn gì khiến mình sợ nữa cơ chứ. Các người nhớ đấy, ra tay với ta thế nào thì ta sẽ trả thù bằng đủ hết mới thôi. Mọi người tập hợp. Joe, anh có sao không? Vấn đề của tôi sẽ tự giải quyết được. Tưởng mình là ai mà dám lớn tiếng thế chứ. Thôi trật tự, nghe tôi thông báo đây, 3 hôm nữa sẽ có đoàn tham quan của học sinh trung học tại thị trấn đến đây. Toàn bộ tù nhân khu A sẽ chia ra làm vệ sinh và đặc biệt chú ý thái độ phải thân thiện, hòa nhã. Mọi người rõ chưa? Đã rõ thưa cán bộ. Tốt, còn Joe, anh theo tôi. Cứ làm như oan uổng lắm ấy. Đã từng một thời sống sung sướng trên sự cực khổ của người khác, còn cái tôi cũng bị công ty khoáng lừa đảo, vào tù rồi mà còn không chịu nhận tội thì mới thật đáng ghét. Andrew, trong tù đều là những thành phần cá biệt. Nếu muốn yên ổn thì tốt nhất đừng gây sự với ai và có thái độ chống đối nữa. Không thì anh sẽ chỉ tự làm khó mình mà thôi. Thật bực mình mà. Ta đã vào tù rồi thì ta cóc sợ gì hết nha. Cứ đợi đấy mà xem. Mấy ngày sau, buổi thực tế hôm nay các em phải hết sức chú ý. Tuy là phía trại giam đã đảm bảo an toàn cho các em, nhưng thầy cũng không muốn có bất cứ sự cố nào xảy ra. Các em hết sức chú ý nha. Vâng ạ. Cuốc cho nó tử tế vào, chưa phải cầm cái cuốc bao giờ hả? Cẩn thận đấy. Chúng ta sẽ đến phòng hành chính ở đây để tìm hiểu sơ qua về bộ máy quản lý ở đây. Nóng quá. Mình có phải nông dân đâu mà bắt mình phải đi cuốc thế này chứ. Không làm nữa. Hả? Nè tên kia, lại ngồi chơi hả? Mày định khiến thành tích của đội bị giảm phải không? Đồ lười biếng. Không ba. Thật chứ? Thôi nín đi. Đàn ông con trai đừng có bao nước mắt thế chứ. Ba cố gắng nha. Con sẽ chờ ba. Nhất định rồi. Cháu yên tâm đi. Ba cháu ở đây rất gương mẫu và cải tạo tốt. Mỗi năm đều có đợt ân xá. Nếu ba cháu cứ cải tạo tốt như vậy sẽ được ân xá sớm và mãn hạn tù sớm thôi. Thật vậy hả chú? Ba ơi,
ba cố lên nha. Cháu bé, cháu yên tâm đi, ba cháu là tấm gương sáng ở đây đấy. Con trai của ba, ba sẽ cải tạo tốt để chuộc lỗi lầm và sớm trở về cùng con. Ba hứa nha. Cảm ơn vì hôm đó đã nói tốt cho tôi. Thì có gì đâu. Joe, anh có thư nè. Là của con trai tôi đúng không cán bộ? Đúng vậy. Cảm ơn cán bộ. Ê chà, thằng bé tình cảm quá. Mới đấy mà đã lại viết thư cho ba rồi. Anh còn rất may mắn đấy, anh biết không? Đó là lỗi lầm của anh còn có cơ hội được sửa chữa. Hãy cải tạo tốt rồi trở về với con và thành một người cha đáng tự hào của nó. Vâng, tôi biết rồi. Mọi người cũng vậy nha, ai cũng có một gia đình mà, phải không? Vâng, thưa cán bộ. Ba ạ, lần sau ba con mình gặp lại sẽ không khóc nữa nha ba. Chúng ta sẽ đón nhau bằng những nụ cười. Anh và em gái. Ngày xưa có hai anh em nhà kia mồ côi mẹ, phải sống với mẹ ghẻ, vốn là một mụ phù thủy độc ác. Nhân lúc hai mẹ con mụ phù thủy ngủ say, người anh đưa em gái bỏ trốn khỏi nhà. Anh khát nước quá, mà nghe như có tiếng suối đâu đây. Hai anh em ngươi muốn bỏ trốn đi sao? Ta sẽ phù phép vào tất cả các con suối trong rừng để xem các ngươi làm thế nào. Ai uống nước ta sẽ hóa ra cọp. Ai uống nước ta sẽ hóa ra cọp. Em xin anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành thú dữ xé xác em mất. Thôi, đợi đến suối sau vậy. Một con suối nữa này em ơi. Ai uống nước ta sẽ thành chó sói. Anh ơi, anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành chó sói ăn thịt em. Đến suối sau, em muốn nói gì thì nói, thế nào anh cũng phải uống, anh khát quá rồi. Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Ai uống nước ta sẽ hóa thành con mang. Anh ơi, em xin anh chớ có uống, kẻo lại hóa thành con mang bỏ em mà chạy. Anh không thể chịu đựng được nữa, anh sẽ chết khát mất. Anh phải sống. Anh ơi, anh ơi, anh cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ rời anh mang ra đâu. Anh mang ơi, ở đằng kia có một ngôi nhà bỏ hoang, chúng ta có thể vào đó ở tạm. Mang hãy nằm ở đây nhé, mang đừng ra ngoài kẻo nguy hiểm, để em đi tìm gì cho hai anh em mình ăn nhé. Chúng ta hãy săn về những con thú tươi ngon nhất nào. Em ơi, em hãy cho anh ra ngoài đó, anh không chịu được nữa. Không được đâu, nhỡ anh bị thợ săn bắn đi mất thì sao? Em đừng lo, anh sẽ không sao cả. Suốt ngày ở trong nhà khiến anh không thể chịu đựng được. Nhưng thế nào chiều tối anh cũng phải về nhé. Em sẽ đóng cửa lại để đề phòng bọn đi săn độc ác. Anh về nhớ gõ cửa nói: em ơi, hãy mở cho anh vào, để em nhận ra anh. Nếu anh không nói thì em không mở cửa đâu nhé. Được rồi, em cứ yên tâm, anh đi nha. Cuộc sống tự do thật thoải mái. Con mồi lớn đây rồi, hãy đuổi theo và bắt lấy nó. Em ơi, hãy mở cửa cho anh vào. Một con mang biết nói, thưa đức vua. Anh ơi, anh hãy nằm nghỉ cho khỏi nhé. Anh không nhịn được nữa đâu, anh đi đây. Không phải dễ mà bắt được anh đâu. Anh đang bị thương, lần này mà họ bắt được anh thì họ giết anh mất. Không, em không để anh đi đâu. Anh không còn thấy đau nữa rồi, hãy để anh ra ngoài, chứ ở đây anh buồn chán chết mất. Thôi được, nhưng đến tối anh phải về nhé. Nhớ nói câu em dặn đấy. Các ngươi hãy đuổi theo con mang cho ta. Dạ thưa đức vua. Em ơi, hãy mở cửa cho anh vào.
Ngài là... Mang của tôi đâu? Này cô gái xinh đẹp và dịu dàng, nàng có muốn theo trẫm về cung làm hoàng hậu không? Thiếp... Nhưng xin cho Mang đi cùng, thiếp không bỏ Mang đâu ạ. Mang sẽ ở với nàng suốt đời và sẽ không bao giờ bị thiếu thốn gì cả. Thật không ngờ bọn chúng lại được hưởng sung sướng như vậy. Mẹ ơi, con phải được làm hoàng hậu cơ. Con cứ yên tâm, ta sẽ có cách. Tao lệnh bà, nước tắm đã sẵn sàng. Mời lệnh bà đi tắm cho khỏe người ạ. Từ nay con sẽ là hoàng hậu của hoàng cung này. Con của ta, ngủ ngon nhé. Mang của ta, ngủ ngon nhé. Thưa đức vua, có chuyện này lạ lắm ạ. Có chuyện đó sao? Đêm nay ta sẽ thức trông con. Con của ta, ngủ ngon nhé. Hoàng hậu yêu quý của ta là nàng phải không? Sao nàng lại ra nông nỗi này? Chính là em đây. Chuyện là cô kể lại cho vua nghe, vua tức giận lệnh xử chết hai mẹ con Mụ Phù Thủy. Đúng lúc đó, lời nguyền của Mụ Phù Thủy biến mất, hoàng hậu sống lại, còn Mang thì hiện nguyên hình thành người trở lại. Cô bé lọ lem. Bánh tan mứt hoa quả và bánh sữa trứng đây ạ. Anastasia, Rizela, ăn nhanh lên. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi dạ vũ do hoàng thượng tổ chức nữa. Chuẩn bị gì hả mẹ? Hoàng thượng cho mời tất cả các thiếu nữ đến dự buổi dạ vũ ở hoàng cung để chọn vợ tương lai cho hoàng tử đấy các con à. Nếu thế, con sẽ có cơ hội trở thành vợ của hoàng tử. Con cũng có thể tham dự tiệc phải không mẹ? Con hả? Ồ không, lọ lem yêu quý, thử nhìn lại mình đi con. Con chỉ thuộc về xó bếp mà thôi. Mẹ ơi, chúng ta cũng nên cho lọ lem một cơ hội chứ. Phải rồi, chỉ cần con làm xong hết các việc thì con có thể đi cùng chúng ta cưng à. Chị Anastasia, em đã hút rơ bếp sạch sẽ rồi ạ. Vậy thì đi lau cầu thang đi, từ hôm qua chưa lau đâu đấy. Thưa mẹ, con đã xong việc rồi ạ. Chưa đâu, mau giặt hết khăn trải bàn đi, bụi lắm rồi đấy. Đến giờ rồi, đi thôi các cô gái xinh đẹp của mẹ. Khoan đã, đợi con với. Nhìn mình lúc này thật xấu xí bẩn thỉu, có lẽ mình sinh ra chỉ để ở trong xó bếp mà thôi. Ôi chào, ướt hết cả rồi. Bà là ai vậy? Ta là bà tiên, ta hóa thành đom đóm để đi ngao du khắp nơi và tình cờ nghe được câu chuyện của con. Bà là tiên thật sao? Phải, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian để nói chuyện đó đâu con. Con phải nhanh chóng đến vũ hội ở hoàng cung mới được. Bà cho con chiếc váy này thật sao? Không chỉ có vậy đâu, con hãy nhìn ra ngoài xem. Con sẽ có một đêm dạ vũ vui vẻ, nhưng hãy nhớ, đến 12 giờ là mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Con phải trở về trước lúc đó nhé. Cảm ơn bà tiên rất nhiều. Hoàng tử, người không thể bỏ đi như vậy được. Người cứ để mặc ta. Ta đã chán ngán việc ngày nào cũng gặp gỡ những cô nương không quen biết và cứ phải nói chuyện vô vị với họ rồi. Nhưng nếu người bỏ đi như vậy, hoàng thượng sẽ trách tội thân mất. Có gì ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi không phải lo. Sao cô gái này lại ở đây? Không biết mình đang ở đâu nữa. Xin chào, có phải cô đang bị lạc không? Chào anh, đúng là tôi đang bị lạc. Anh có biết đây là đâu không? Đây là khu vườn của hoàng cung. Có phải cô đến dự tiệc dạ vũ của hoàng tử không? Vâng, đúng vậy. Xin hỏi anh là...
Tôi là tùy tùng của hoàng tử, để tôi dẫn cô đi. Cô có muốn trở thành vợ của hoàng tử không? Tôi không biết hoàng tử là người như thế nào nên không chắc lắm. Hoàng tử là người rất thông minh, rất đẹp trai và tốt bụng nữa. Nếu hoàng tử hoàn mỹ như thế thì tôi không với tới đâu. Vì tôi chỉ là một cô gái suốt ngày ở trong xó bếp, đến nỗi mọi người quên mất tên tôi mà chỉ gọi tôi là Lọ Lem thôi. Lọ Lem, cái tên này hay đấy. Nào Lọ Lem, giờ cô có muốn thử khiêu vũ với tôi không? Rất hân hạnh. Sắp 12 giờ rồi, tôi phải về đây. Khoan đã, để tôi đưa cô về. Tôi về một mình được rồi. Hôm nay dù không được dự vũ hội, nhưng tôi rất vui khi được nói chuyện với anh. Khoan đã. Mất công đến tận đây mà có gặp được hoàng tử nào đâu. Thôi chúng ta về nhà trút giận lên con bé Lọ Lem cho bỏ ghét. Nghe nói nhà vua vừa ra chiếu sẽ hỏi cưới cho hoàng tử cô gái nào đi vừa chiếc giày pha lê đấy. Đó chẳng phải là chiếc giày của mình sao? Giày bé thế này thì làm sao mà đi được? Tôi có thể thử được không ạ? Mời cô. Nực cười, con bé này cũng đòi thử giày cơ đấy. Sao có thể như vậy được? Cuối cùng ta đã tìm được nàng rồi, Lọ Lem. Người là... Ta chính là hoàng tử, người đã gặp nàng trong khu vườn hôm đó. Cuối cùng, hoàng tử vui mừng đón Lọ Lem về hoàng cung. Đám cưới diễn ra trong những lời chúc tụng nồng nhiệt và tiếng chuông vang khắp cung điện. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!